Cảnh báo, hình ảnh gây sốc. Vào thứ Bảy, ngày 16 tháng 10, trong khi vẫn đang thiền bế quan cho thế giới, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kính yêu nhất đã ân cần dành chút thời gian gửi một thông điệp yêu thương đến các hội viên chúng tôi đang tụ họp cộng tu tại đạo tràng miền đất mới ở Đài Loan, còn được biết là Formosa. Sư phụ bày tỏ tình cảm và lòng tri ân sâu sắc đối với quãng thời gian vui tươi trong quá khứ và chúc một tương lai tươi sáng hơn. Chào mọi người. Dạ chào sư phụ. Lâu rồi không gặp. Tôi hy vọng quý vị đều mạnh giỏi và gia đình quý vị khỏe mạnh và vui vẻ. Quý vị có nhớ tôi không? Dạ nhớ. Có lẽ không, tất cả quý vị đều đã trưởng thành. Tôi là người duy nhất ngây thơ và vẫn nhớ quý vị. Phải, tôi nhớ quý vị. Tôi nhớ những lúc hạnh phúc. Khi chúng ta bên nhau, thật thoải mái, yên bình và đơn giản. Không có nhiều áp lực. Chúng ta múa hát với nhau và ăn tiệc nướng barbecue. Gần đây họ phát sóng Tết Trung Thu mà chúng ta đã tổ chức có lẽ vào năm 1992. Khi nhìn lại những hình ảnh cũ, tôi không biết họ có chỉnh sửa gì hay không. Ồ, tôi trông rất đẹp và rất trẻ. Tôi nghe họ hát Thâm Thiên Đại Hải. Quý vị có nhớ không? Thâm Thiên Đại Hải muôn trùng, ngàn cao nước đổ, mênh mông đất trời, và đạo sĩ vui. Ngoài ra, đặc biệt là khi tôi nghe bài Tết Trung Thu nhớ ơn sư phụ, có đúng không? Ôi, tôi đã rất xúc động, ngôn từ thật đẹp. Tôi đã nghe bài hát đó hơn 10 lần. Khi mệt thì tôi nghe, và sau đó trở lại làm việc. Bất cứ khi nào muốn nghe thì tôi nghe. Bài hát thật hay và cảm động. Lúc đó mọi người hát rất chân thành, và giọng hát của họ cũng rất hay. Giọng của họ rất trẻ và rất hay. Có lẽ họ hát bằng cả tấm lòng nên đã làm tôi cảm động. Tôi đã ghi âm bài hát đó trong điện thoại iPhone nhỏ của tôi. Điện thoại cầm tay để tôi có thể nghe bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi mang nó theo. Ngay cả khi tôi đi ra ngoài cho bươm bướm ăn. Khi nghe những bài hát đó, tôi rất cảm động và tôi nhớ quý vị. Khi đó chúng ta vui vẻ hơn. Khi đó chúng ta rất thoải mái. Chúng ta có loại áp lực khác, nhưng chúng ta không bận rộn như bây giờ. Rất bận, cả bên trong lẫn bên ngoài. Tôi vẫn ở chỗ của mình để tiếp tục bế quan và thiền càng nhiều càng tốt. Như vậy có thể hữu ích hơn. Quý vị thiền ở chỗ của quý vị và tôi thiền ở chỗ của tôi. Vậy nhé. Chúng ta là một. Khi thời gian đến, tôi sẽ đi gặp quý vị nhé. Dạ tốt quá. Xin hãy kiên nhẫn. Cho dù không gặp nhau, chúng ta vẫn tâm liền tâm và tay trong tay. Rồi chúc quý vị bế quan vui vẻ. Mấy ngày này vui hưởng thể nghiệm bên trong tuyệt vời, rạng ngời những thể nghiệm thiên đàng. Rồi khi về nhà, quý vị có thể có những ngày tốt đẹp hơn và mang lại lợi ích cho đất nước, bầu không khí vui vẻ rạng ngời mà quý vị mang về nhà có thể giúp bản thân quý vị, gia đình, những người trong vùng của quý vị, trong nước và trên thế giới nhé. Bây giờ với chúng ta đâu còn gì quan trọng hơn nữa. Đài Loan Formosa vẫn ổn và có vẻ bình thường hơn một số quốc gia khác không sống thoải mái và may mắn như vậy. Họ vẫn đang bị đại dịch hoành hành gây vô vàn thống khổ. Đại dịch này thật sự
sẽ không tha thế giới chúng ta và đã gây hại theo nhiều cách. Đại dịch không chỉ gây hại cho cơ thể, cá nhân hoặc nhóm. Đại dịch đang ảnh hưởng đến toàn xã hội, quốc gia và thế giới. Ôi chao, đã hơn một năm rồi, khắp nơi đều bị phong tỏa, giống như bị ép buộc, phải bế quan. Họ bị buộc phải phong tỏa, bị ép buộc. Họ thực sự bị buộc phải phong tỏa, họ bị ép buộc. Có một giải pháp rất tốt. Chỉ cần áp dụng lối dinh dưỡng thuần chay thì toàn thế giới sẽ đổi khác. Cả thế giới sẽ tỏa sáng và đại dịch sẽ biến mất. Mà không cần phải uống bất kỳ loại thuốc nào, bởi vì đôi khi thuốc cần thử nghiệm trên động vật. Điều đó rất đau đớn. Khi tôi thấy động vật bị thử nghiệm, tôi không cảm thấy muốn uống bất kỳ loại thuốc nào nữa. Tôi cảm thấy như thể trái tim tôi đang bị ai đó đâm thấu, tôi thật sự không thể chịu được. Tôi thậm chí còn chưa nói đến các loài động vật bị giết mổ vì con người, cho con người. Đôi khi tôi thật sự không biết làm thế nào để sống trên thế giới này, nhưng tôi vẫn chịu đựng và tiếp tục cầu nguyện cho họ, đấu tranh cho họ. Chứ không có mục tiêu này, tôi thật sự không thể tiếp tục sống ở thế giới này. Có quá nhiều đau khổ khắp mọi nơi. Nỗi đau không thể chịu đựng được. Tôi thấy người khác đau khổ như chính tôi đau khổ vậy. Nhìn thấy họ trong cơn đau đớn tột cùng, tôi cảm thấy rất bức xúc và bất lực. Đôi khi tôi nhận được thông điệp từ họ nói với tôi, dân rất hữu ích thưa sư phụ, có giúp ích. Tiến bộ quá chậm và chúng sinh đang phải chịu đựng quá nhiều, động vật đang chết theo những cách khủng khiếp. Tôi cảm thấy như thế. Có lúc khi họ gửi cho tôi một vài tin tốt lành, sau đó tôi cảm thấy được an ủi một chút và cố gắng sống tiếp. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã hỗ trợ tinh thần và hỗ trợ thông qua việc tu hành. Quý vị đã thiền định, tinh tấn ở nhà. Khi có cơ hội như thế này, quý vị lại đến nhanh chóng để cộng tu hầu giúp đỡ quốc gia và thế giới. Vì vậy cũng tạ ơn Thượng Đế. Khi quý vị thiền và trước khi quý vị cầu nguyện, cũng cảm ơn thiên địa, tất cả chư Phật và chư Thánh trong quá khứ, hiện tại và vị lai hỗ trợ chúng ta. Tôi cảm ơn các ngài mỗi ngày vì đã giữ cho thế giới yên bình nhất có thể và giữ Đài Loan, Formosa hòa bình, không chiến tranh. Nếu quý vị trở thành người thường trai, sẽ không còn chiến tranh. Điều này chắc chắn. Đức Phật cũng đã nói như vậy. Nếu không có sát nghiệp, chúng ta sẽ không bị giết do chiến tranh. Xin hãy nói với bạn bè và người thân của quý vị phải ăn thuần chay để cứu quốc gia, chính họ và thế giới. Quý vị biết rất rõ rằng chiến tranh sẽ gây ra sự hủy diệt và đau khổ. Bất kể ai thắng hay thua, chiến tranh vẫn sẽ mang lại rất nhiều đau khổ. Là một người ăn thuần chay sẽ đảm bảo hòa bình và hòa bình trường cửu. Xin hãy nói với mọi người, cảm ơn quý vị được khai ngộ hơn. Tôi nhớ hồi tôi mới đến, không có chỗ ở, tiền bạc và không biết ai cả. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, quý vị người Đài Loan, Formosa, tất cả đều đối xử tốt với tôi. Mọi người tôi gặp đều đối xử tốt với tôi. Tôi không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì. Tuy nhiên, họ luôn cúng dường cho tôi. Tôi thật sự không cần gì nhiều cho bản thân. Là người xuất gia, tôi ăn thức ăn đơn giản.
và chỉ mặc một vài bộ quần áo. Đến đâu tôi cũng thấy thoải mái. Lúc đó tôi thoải mái và hạnh phúc hơn bây giờ. Tuy nhiên vào thời điểm này, tôi cũng nên có một loại hạnh phúc khác, bởi vì tôi có thể giúp nhiều chúng sinh hơn, do đó cảm thấy hạnh phúc hơn. Tuy nhiên càng giúp đỡ, tôi càng cảm nhận nỗi đau của họ. Bây giờ như thế, tôi đang tự làm khổ mình. Trước đây tôi chỉ biết rằng họ rất đau đớn, thành ra tôi muốn rời nhà đi xuất gia. Nhưng bây giờ không có nơi nào để trốn tránh được nữa. Nơi đâu cũng vậy thôi. Nỗi đau sẽ không để tôi yên. Tôi cũng không muốn nỗi đau rời tôi. Chỉ là tôi hy vọng chúng sinh sẽ bớt đau khổ. Nhiều lúc khi xem TV của chúng ta hoặc xem báo cáo tin tức, tôi cảm thấy rằng thế giới cũng đã trở nên tốt hơn. Nhiều người đã hiểu ra, chấp nhận lối dinh dưỡng thuần chay và tìm kiếm chân lý nhiều hơn. Hàng triệu người theo dõi chúng ta trên Internet mỗi lúc. Như tôi đếm vào lúc này, 3 tỷ người đã xem truyền hình Vô Thượng Sư khoảng đó. Đó nghĩa là gần một nửa dân số thế giới. Tôi biết được từ bên trong, tôi biết con số đó từ bên trong. Thiên đàng cho tôi biết để an ủi tôi. Tôi nói, được rồi, cảm ơn quý vị. Khi thấy con số đó thì tôi tin. Tuy vậy, tôi đã nguyện trước đây. Lời nguyện của tôi là tất cả công đức của tôi, nếu tôi có, sẽ được cống hiến cho những người khác. Những sinh linh đau khổ nhất, chẳng hạn chúng sinh trong địa ngục, những người không ai sẽ cứu hoặc lắng nghe họ, những người đang khóc trong đau đớn, buồn khổ, tôi muốn chia sẻ phước báo với họ. Tôi nói, nếu tôi có phước báo nào, tôi muốn chia sẻ với họ để giảm thiểu nỗi đau của họ, hoặc để giải thoát họ. Nếu đúng thật rằng gần một nửa dân số thế giới xem TV của chúng ta, linh hồn của họ chắc chắn sẽ được cứu rỗi. Nếu họ ăn năn sám hối nhiều hơn và hướng nội nhiều hơn, họ sẽ nhận được sự cứu rỗi nhiều hơn. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện. Đúng vậy, có giúp ích, có hy vọng và có giúp ích. Chỉ là quá chậm đối với tôi, chúng sinh đang đau khổ. Mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây, họ đau đớn từng giây từng phút. Vì vậy, đối với tôi, sự tiến bộ nào cũng quá chậm, quá chậm. Cho nên tôi tiếp tục chịu đựng. Tôi làm bất cứ gì có thể làm, phát sóng trên TV, phát ra năng lượng của tôi để giúp họ. Ngoài ra cảm ơn quý vị rất nhiều về sự hỗ trợ của quý vị. Có những người tu hành như quý vị, tôi cảm thấy được an ủi. Tôi nhớ trong những năm đầu, tôi không có ai quanh tôi cả. Tôi hoàn toàn không biết rằng tôi là một minh sư đã giác ngộ. Tôi chỉ đi lang thang. Trong khi theo đuổi tu hành, tôi chỉ sống như bình thường, bôn ba khắp thế giới. Tôi nhớ lại lúc đó, người Đài Loan Formosa quý vị là những người đầu tiên nhận ra tôi là ai. Bởi vì đó là năm 92. Tôi mới ra không bao lâu. Bài hát mà quý vị hát trong dịp Tết Trung Thu, Tết Trung Thu nhớ ơn sư phụ, cho thấy rằng quý vị đã biết tôi rất rõ và tôn kính tôi rất nhiều. Quý vị còn khen ngợi tôi là mẹ của địa cầu vĩ đại. Tôi thật sự cảm động. Khi nghe điều đó đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy xúc động. Quý vị là người đầu tiên trên thế giới đã nhận ra tôi, đã ủng hộ tôi và chấp nhận tôi. Tôi vô cùng cảm động. Sau khi xem video đó, nhất là khi nghe bài hát đó, sao họ có thể tốt như vậy? Sao có thể có những người tốt như vậy?
Bởi vì tôi không phải là người Hoa. Và lúc đó không nói tiếng Hoa lưu loát. Thế mà quý vị vẫn ủng hộ tôi, chấp nhận tôi và thương quý tôi. Quý vị chỉ có đức tin vào tôi. Tôi nghĩ rằng người Đài Loan Formosa quý vị rất đặc biệt. Một dân dân thật đặc biệt. Cảm ơn quý vị, những người Đài Loan Formosa. Tôi chúc đất nước quý vị mãi mãi bình yên, thịnh vượng và hạnh phúc. Cầu xin Thượng Đế ban phúc quý vị. Cầu xin chư Phật Bồ Tát bảo vệ quý vị. Và Đài Loan Formosa bảo vệ thế giới chúng ta tránh khỏi quá xa đọa và đau khổ. Tôi hy vọng vẫn còn chút thời gian để tôi tiếp tục làm việc và để cho thế giới ăn năn sám hối. Quý vị hãy chúc tôi may mắn, chúc tôi hoàn thành tốt sứ mệnh của mình và để thành công. Rồi cảm ơn tất cả quý vị. Phật A-di-đà phù hộ, Thượng Đế ban phước. Tôi thương quý vị rất nhiều. Tôi sẽ nhớ quý vị thật nhiều. Hẹn gặp quý vị khi chúng ta có thể. Chúng con kính xin bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc cho tình thương và sự hỗ trợ của sư phụ trân quý dành cho Đài Loan, còn được biết là Formosa, và người dân nơi đây với những tấm gương và lòng mến khách chân thật và cung cách hiếu kính có thể là nguồn cảm hứng cho tất cả. Chúng con hy vọng rằng trong một tương lai rất gần, thế giới chúng ta sẽ biết được hòa bình và hạnh phúc thực sự, nơi không có chúng sinh nào chịu đau khổ, và chúng ta khôi phục bản chất vô tư của mình. Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện cho địa cầu hoàn toàn thuần chay sớm đến như một phương thuốc đơn giản nhất cho tất cả nghịch cảnh đương thời. Xin kính chúc sư phụ quý báu vui hưởng tâm thanh tịnh và mãi mãi được an toàn trong sự bảo vệ hùng mạnh của tất cả các chúng sinh thiêng liêng. Để nghe thêm về thời gian hạnh phúc ở Đài Loan Formosa của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin mời đón xem giữa thầy và trò vào Chủ nhật ngày 7 tháng 11, chương trình phát sóng đầy đủ của thông điệp này.